Xin chào các bạn nhé, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Dân Tộc Tây Bắc của mình. Để hôm nay thì mình cùng với mẹ của Hằng, mẹ của Hằng đang ở tít đằng kia các bạn, sẽ đến đây để dọn thóc để ngày mai mình mới đập lấy thôi, bởi vì chiều nay thì không kịp rồi, mà sáng sớm mai thì lại sương rất là ướt, nên là bọn mình sẽ đến đây dọn trước. Để hôm nay có cả nhà Thanh Ngân nữa không nên tới thóc, nên thu thóc về. Vợ chồng mình đánh đống được từng này rồi các bạn ạ. Xong một thửa kia, thửa này với thửa nhỏ trên kia nữa, được 3 thửa rồi. Đây còn thửa dưới này, mẹ Hằng và chị Viêu các bạn ạ. Chị ấy xong trước nên là chị xuống giúp ấy. Xuống giúp vợ chồng mình nữa. Còn một tí nữa là xong thôi các bạn ơi. May mà chị Viêu với Ngân xuống giúp mới xong nhanh thế này, không thì chắc là vợ chồng mình phải về đến tối. Đây, hơn 5 giờ đã xong rồi các bạn ơi. Đây, sáng sớm hôm sau này, vợ chồng mình đã tiếp tục ra đồng các bạn ạ, để đập lúa để thóc về. Ở trên mình ấy, cứ sáng sớm như thế này là trời là tương đối là lạnh rồi, nếu mà không mặc áo ấm là không ra ngoài đường nữa các bạn ạ.
Bây giờ cũng rơi vào tầm khoảng 7 rưỡi 8 giờ rồi mà trời vẫn còn rất là nhiều sương mù như thế này này. Đây lúc đấy thì vợ chồng mình đấy lấy cái đồ để đến lợp đấy các bạn ạ. Nhưng bởi vì lúa của mình phơi nó chỉ được 3 nắng thôi mà ruộng của mình nhiều nước ấy nên là nó rất là dai. Nên là mình phải đi lấy cái máy tuốt mini này về tuốt. Nói máy tuốt hết thôi nhưng mà vẫn phải tay cầm vào từng bó một và giữ nó đấy.
và có cả vợ chồng cô Kim đến giúp nữa. Đấy, còn từng này nữa là xong các bạn ạ. Giờ đang tổng vệ sinh một tí, rồi tí mới bắt đầu lớp tiếp thôi. Nhanh như máy. Đây, cái bộ đập thóc của dân tộc Thái bọn mình được chế kiểu này các bạn ơi. Nhưng mà bộ này dùng được khi thóc nó khô hẳn thôi các bạn. Khô hẳn thì mình đập nó giòn, nó rụng nhanh ấy thì mới dùng được. Chứ còn hôm nay đũa của nhà mình ấy thì nó rất dai nên là phải dùng cái máy kia. Máy kia thì nói chung phải dọn dẹp nhiều một tí bởi vì mình phơi rồi ấy nên là nó hơi cuốn. Đây, nếu mà bộ này nó phải đi kèm cái đồ này nữa các bạn ạ. Hồi trước là cái dây này là phải làm bằng da cơ, da trâu hoặc da bò cơ. Nhưng bây giờ thì cải tiến hơn một chút, phần đa là dùng dây thừng thôi. Ra công nghiệp. Máy thì lấy đi nấu canh bon được. Khi đứt thì mang về đốt xong là nấu canh bon đúng không? Gặt xong hết mùa thì lấy đi nấu canh bon ăn đó. Đến mùa thì tính cái khác. Cái đấy là tự nghĩ ra thôi, phần đa là đứt người ta mới ăn thôi chứ. Thank you.
ở chỗ kia đi xuống hơi khó các bạn ạ. Đây còn một tí nữa là xong rồi. Được à, như 12 bao thóc thôi. Ở ruộng bên này ấy. Một chuyến nữa là anh em mình chuyển hết rồi. Đây ông vừa đi câu cá về các bạn ạ. Một số cá rô này là mình sẽ luộc nó lên, xong là tách cái phần thịt của nó để canh với rau, rau cải đấy các bạn. Còn mẹ Hằng với cô Kim thì đang dọn tiếp một ít nữa, bảo là mình thô thóc về rồi ấy thì làm cơm ăn với chú Vinh ấy. Nên là bây giờ là anh em mình sẽ chế biến cơm ăn nhé. Đây còn cá trôi to kia kìa, với một với con cá mè kia là mình sẽ luộc với riềng. Đây cá mình đã sơ chế xong này các bạn. Đây cá to mình đã cắt khúc rồi, để ở dưới này. Ở dưới là mình lót một ít lá đu đủ này, ở trên là mình lớp một ít có chỗ thì gọi là khúc tần, có chỗ thì gọi là cúc tần, mình cũng không rõ lắm. Đấy, đợt trước mình chế biến một món cá hớp ấy, có bạn bảo rằng là cúc tần và thế. Đây, mình cho một lớp này. Đang chờ tí nữa là mình sẽ đập thêm sả và cho một ít riềng nữa, xong là mình cho một ít nước, xong là mình sẽ bắc lên bếp thôi. Còn đây là mình sẽ làm canh rau các bạn nhé. Mình đang luộc cá thì cá chín là mình sẽ bỏ đấy, rút cái phần xương của nó ra, để thịt của nó không thôi để nấu. Còn một ít nữa là mình nướng. Bây giờ mình tắt máy để chế biến tiếp các bạn nhé. Đây, nồi canh cá của mình sắp chín rồi bạn ơi, sôi lắm rồi. Đây, còn cá nướng cũng sắp chín rồi. Còn canh rau thì mình đặt ở bếp bên kia. Rất là vừa vội các bạn ạ, mấy hôm nay bận quá. Đây, gần 1 giờ kém rồi các bạn ạ, mới được ăn trưa. Mời các bạn ăn trưa cùng gia đình mình nhá. Mệt quá, ông còn đi xem bò chưa về ấy. Chắc tí để phần để cho ông thôi. Đói quá rồi. Đây, bữa cơm trưa hôm nay này các bạn. Có cà pháo nộm. Bà vừa chế biến xong và canh rau này, cá nướng này. Đấy là cá hớp với lá đu đủ và khúc tần của mình. Nói đuộc đúng hơn ấy. Mình vớt ra đây này, là khúc tần với lá đu đủ này các bạn ơi. Đây. Còn đây là nước này. Mời các bạn ăn cơm cùng gia đình mình nhá. Cái này đắng à? Đắng mà. Đắng lá đu đủ. Đắng không? Vừa phải thôi. Vừa phải à? Đắng quá. Ăn ngon lắm. Mình thì lại thích đá đu đủ chứa được rất nhiều vịnh mà. Đắng mà ngon mà ăn. Đắng mà ngon à? Nếu mà chứa được vịnh thì cố mà ăn đi. Boy ăn cơm à? Đấy, Nhập thì chỉ thích ăn đầu thôi. Thế là Nhập với Diệp chung nhau à? Ăn chung nhau. Ừ, chung nhau. Bông bóng của bố. Bố để ở dưới cái kia xem nào, tìm xem nào. Nhiều món quá nhỉ. Thử xem nào, tay nghề của anh nấu được không? Hôm nay anh chủ tả vào bếp đấy. Món nào cũng ngon, món nào cũng ngon đây, xem vào đây. Ngon à? Chặt thấy đắng thì đâu? Thịt nó không đắng à? À, chắc là không đắng đâu mà. Cái nước này nó đắng một tí thôi. Cả nhà ăn cơm nhá. Ăn rau cúc tần. Có chỗ gọi được rau cúc tần chứ. Kia mà ta nồi tú ở Kim ấy. Thế nào, ăn được không? Vừa miệng không Kim? Ngon lắm. Ngọt. Gì vậy? Đã đu đủ này. Đâu kéo nè, cô Kim kéo nè. Đấy. Mời các bạn nhé, mình thích ăn cái này trước này. Phải dùng không kéo được phải dùng công nông. Cái thằng khốn nó nghĩ nào đã đu đủ không còn đắng nữa nhở. Đắng gì đây ngon lắm.
Lần sau phải làm như thế này ăn thôi, ngon lắm. Lắng nghe ra. Mùa này không đáng đâu. Ăn bên đi. Úp, pan hổ bên đây rồi. Cái này làm nhanh mà. Nên là lót đáy nồi. Cúc tần kia rồi. Đáng ra rau cúc tần à? Đây rau cúc tần này các bạn. Để cho ông một miếng, một khúc nào. Đấy, chọn cái khúc nào nhiều thịt ý. Hết ra nè. Mới gắt ra bà. Mình thưởng nó, ngon quá nhỉ. Hằng ăn thử xem nào, ngon không? Bố chế biến thế nào? Hôm nay hơi khoe một tí các bạn ạ. Tức là bình thường là mình không tranh được mẹ Hằng đâu, mẹ Hằng bảo sợ nấu không ngon ấy. Nên hôm nay là mình về sớm hơn nên là phải chế thôi. Có vị ngọt của cá hơn không? Ôi, cà pháo này mời các bạn nhá. Cà pháo nộm, ngon lắm. Ôi, buổi trưa rất là sướng. Thiếu chua hay sao ấy bà ơi? Chua rồi à? Không phải dùng thìa cơ. Ôi, phải thúc khả năng mới đủ. Thúc khả năng mới đủ. Thúc lấy cả. Thúc cả nước đấy. Cả nộm cũng rất ngon. Nói chung món gì cũng ngon. Rồi thử món mình chế biến xem nào. Cơ bản là ăn cơm muộn. Đói. Không ngon thật mà. Bố ăn đắng thế. Ừ, đắng một tí đấy. Đấy, mời các bạn nha. Ngọt thật. Món này không có tí vị tanh nào ấy. Mà cá mè ấy chú ạ. Tay nghề cao không? Anh đổ thêm một chén rượu đấy. Lấy rượu khử tanh. Ừ, lấy rượu khử tanh. Rồi, tắt máy ăn cơm nào các bạn nhé. Nghiệp ăn đầu cá thích không Nghiệp ơi? Nó buồn vậy chứ. Thế là ngon lắm. Nghiệp không thích rồi, có vị đu đủ kìa, nó đắng mà. Đây giờ ai cũng no hết rồi bạn ơi. Nói chung là món hôm nay không biết là mình đi làm mệt hay là như thế nào nữa mà rất là ngon luôn ấy. Mình xin phép được kết thúc video của mình tại đây các bạn nhé. Các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách like video cho mình để mình có nhiều động lực để làm những video mới. Và các bạn ấn đăng ký để nhận những video mới nhất từ kênh của mình. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào các bạn.